Weibo chuẩn bị sập vì tin hẹn hò chấn động của một mỹ nam cực hot. Nhiệt ba Dương Dương bị réo tên. Hàng trăm bình luận đồn đoán về danh tính nhân vật hot hit chuẩn bị khiến CNET chào đảo trong thời gian tới, bao gồm cả Dương Dương, Nhiệt Ba và Lisa Blackpink. Thông tin nóng nhất mạng xã hội xứ Trung ngày hôm nay 14 tháng 1 chính là scandal hẹn hò của một sao nam cực hot trong làng giải trí. Một blogger thạo tin trong giới showbiz đã chia sẻ tin đồn tình ái của một nam minh tinh thuộc thế hệ 9X. Không chỉ vậy còn úp mở thêm rằng nếu như vụ hẹn hò bị bại lộ, Weibo sẽ chấn động tới mức sập ngay và luôn. Nguyên văn bài đăng của blogger là như sau. Năm ngoái từng có tin đồn hẹn hò của một sao nam hot hòn hợt, nếu tung ra thì Weibo sẽ sập. Hàng loạt các fansite đã dừng hoạt động, một vài nick thậm chí còn thay ảnh đại diện màu đen. Không dừng lại ở đó, blogger còn tiết lộ thêm rằng bạn gái sao nam này hoạt động trong làng giải trí. Ngay sau khi tin đồn này được các blogger chia sẻ, cộng đồng mạng đồn đoán danh tính của nghệ sĩ. Điều đang nói phía dưới phần bình luận, vô số cái tên được đưa ra là Dương Dương ư, tôi đoán Dương Dương và Nhiệt Ba. Lẽ nào là thái tử khôn đấy, nay Trương Nghệ Hưng đấy ạ. Ba mỹ nam cực hot của làng giải trí đồng loạt bị réo tên. Điều đang nói Dương Dương hiện đang có tin đồn yêu và sống chung cùng địch mẹ Nhiệt Ba, còn thái tử khôn bị cho có bí mật hẹn hò với Lisa Blackpink. Đáng chú ý một cộng đồng mạng khác còn khẳng định chắc nịch rằng nam chính trong drama lần này là Đinh Phi Tuấn. Mỹ nam sinh năm 1997 từng tham gia cuộc thi Xanh Xuân Có Bạn. Nam ca sĩ từng vừa bê bối dụ dỗ fan ép uống rượu, sau khi quan hệ xong bắt uống thuốc tránh thai. Thậm chí ca sĩ này từng bị fan tung ảnh giường chiếu làm bằng chứng. Đã có 7 fanpage của Đinh Phi Tuấn đóng cửa và dừng hoạt động. Hiện tại các nghệ sĩ bị réo tên trên mạng xã hội đều chưa lên tiếng về tin đồn tình ái này, còn cộng đồng mạng vẫn đang bận rộn bàn tán đoán xem ai là nhân vật chính. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.